Dạ vâng, em xin chào anh em nha. Nem về bộ cưa xích Etro, hàng nhập Mỹ về mới 100% anh em. Mã cưa xích là DCS5000 56V cho anh em. Lam của nó là 45. Dòng Etro 56V. Đó. Dùng pin 5A. Sạc là 120V. Điện 120V nha anh em. Thằng Mỹ về mới 100%. Lam của nó là 45cm. Test cho anh em xem nha. Rất mạnh. Đỉnh nhất của dòng Etro. Cưa pin. Rootlet. Bộ này là 11 triệu nha anh em. Anh em nào cần liên hệ 0938 310677 em tên Duy. Cảm ơn anh em.